Chúng ta tiếp tục về ba vị tổ. Hôm nay là cái vị tổ thứ 10 lợi ích xuất gia. Tục danh là Nam Sanh, người trung ấm, thân mẫu mang thai đến 60 năm mới sanh ra ngài. Lúc ngài sắp sanh, thân phụ nằm mộng thấy một con voi trắng to trên lưng có một bảo tọa. Trong bảo tọa có hạt minh châu từ ngoài cửa đi vào chiếu sáng khắp căn nhà. Ông giật mình tỉnh giấc thì ngài ra đời. Sau khi gặp tổ Phục Đà Mật Đa độ cho xuất gia, được xuất gia rồi ngài cần mẫn tu học cho đến quên ăn bỏ ngủ, suốt ngày đêm chưa từng đặt lưng xuống chiếu, như thế mãi cả đời. Vì thế thời nhân gọi ngài là Hiếp Tôn Giả, tức là anh ông không chinh chiếu. Lãnh đạo chánh pháp xong, ngài đi vân vô các nơi tùy cơ giáo hóa. Đến nước Hoa Thị, ngài sạm nghỉ dưới gốc cây đại thọ. Khi ấy ngài lấy tay chỉ xuống đất và bảo chúng, tức là hôm trước là các vị biết là ngài ở trong thai mẹ tới 60 năm, ai cũng thắc mắc không? Đó là những cái điều mà đặc biệt, không những ở ngoài đời, trong đạo ngoài đời cũng có. Như hôm trước tôi nói đó, Lão Tử ở trong thai mẹ cũng 60 năm, kinh khi sinh ra đó râu tóc đều bạc phơ hết, còn ngài tới 60 năm mới chịu sinh ra. Thì khó sinh quá cho nên đặt ngài là Nam Sanh. Và khi sinh ra đó thì là người cha đã thấy một con voi trắng trên lưng có một cái bảo tọa. Trong cái bảo tọa đã có hạt minh châu từ ngoài cửa đi vào chiếu sáng trong căn nhà. Ông giật mình thì lúc đó sanh ra ngài rồi. Và sau khi là gặp tổ thì cũng đã lớn rồi, cho nên là tổ còn dự ông muốn xuất gia. Rồi sau đó thì tổ mới cho xuất gia, thì ngài phát nguyện là suốt đời là không nồng, tức là ông không chính chiếu, cho nên người thường nhân gọi là hiếp. Hiếp là bên hông, tức là ngài không có nồng, cái hông không chính chiếu suốt cuộc đời. Thì 60 năm sanh ra, 20 năm sau mới được gặp tổ, tức là lúc gặp tổ đã 80 tuổi rồi. Và tổ là thế lớn cho nên là cũng là, nhưng mà để trắc nghiệm do dự để ngài lại phát nguyện đã. Rồi cuối cùng ngài đã phát nguyện thì tổ mới cho xuất gia. Cái duyên giáo hóa đến nước Hoa Thị thì ngài tạm nghỉ như trong cây đại thọ. Khi ấy ngài lấy tay chỉ xuống đất và bảo với chúng rằng, khi nào đất này biến thành màu vàng thì sẽ có một thánh nhân vào hội. Ngài nói vừa dứt lời thì đất liền biến thành màu vàng. Chốc lát thì có một thiếu niên con nhà giàu tên là Phú Na Dạ Xoa đến trước ngài đứng chắp tay. Ngài hỏi: ngươi từ đâu đến? Và sanh niên thưa: tâm con chẳng phải đến. Và tổ hỏi: ngươi dừng ở chỗ nào? Thì ngài trả lời rằng: tâm con chẳng phải dừng. Thì tổ hỏi: ngươi chẳng định sao? Thì ngài Phú Na Dạ Xoa trả lời rằng:
Và chư Phật cũng thế, ngươi chẳng phải chư Phật, chư Phật cũng chẳng phải. Thì nhân đó ngài mới cái nói cái bài kệ ấy. Thì cũng có nhiều nhà nghiên cứu rằng á, thiền tông thì phát xuất từ Trung Quốc chứ không phải từ Đức Phật, nhưng mà chúng ta đã quên, mình đọc cái trong sử liệu mình không có đọc nhiều sách, do mình đi du học hoặc là trong lúc mình còn học ở nơi Phật học á, các trường thì là mình đọc cũng đâu có bao nhiêu. Khi mà học ở trường á, cái bà vợ của nhà trường á, thì lúc mà ngài Minh Châu còn á, ngài bắt học một lòng mà bắt trả bài nữa, mà các vị biết mà một cái bài rất là dài mà bắt là phải là học một lòng mà người trả từng đoạn, cho nên chưa tăng học phải từng chút, học từ chương là từ đi ca gia chứ không phải từ lôi kinh điển đại thừa. Mà ngài Minh Châu ngày xưa đó thì là một trong những cái người Lê Đình Thám Recording in progress. rồi cụ Minh Châu, nhiều vị có dạy và vị ra khai sinh ra cái gia đình Phật tử. Và trong khi đó đó thì ngài Minh Châu lại là cái huynh trưởng của gia đình Phật tử, họ rất là giỏi giáo lý, thành ra được cái học bổng. Thì mấy năm đó, mấy năm mà tập nên sáu mươi cho về trước đó, học bổng thì rơi trong tay các vị ở miền Trung, miền Nam ít có ai được lắm. Bao nhiêu học bổng ở nước ngoài từ Ấn Độ, Nhật Bản hay là Đài Loan có cho học bổng đều rơi trong từ miền Trung hết. Thì lúc đó là ngài Tịnh Kiết là hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc và thượng tử giáo hội Tam Giả Bắc Việt, miền Trung có thượng tử Tam Giả Trung Phần, miền Nam á thì thượng tử giáo hội Tam Giả Nam Việt, có một tổng hội chủ thì ngài Tịnh Kiết làm tổng hội chủ. Cho nên là những cái học bổng đó về thì lúc đó là cái người giỏi đó thì ít có, mà học bổng thì có ít, cho nên là bắt ngài Minh Châu và xuống tóc cho đi du học. Thì từ là cư sĩ học ở nơi Lê Đình Thám, rồi Lê Đình Thám hồi xưa là nhà Chư Tăng người giỏi, giỏi gì về nho học rồi có nghiên cứu Phật học, cho nên là nhà Chư Tăng thì học. Rồi sau đó là sang bên Ấn Độ rồi học, rồi thì là năm Ấn Độ thì tức là Ấn Độ giáo và Bà La Môn, đó là sang bằng Phật giáo đó. Cái gì cái di tích là phá lát thành ra là tàn tạ. Thì sau này là các cái dạy là ai dạy, bây giờ các vị đi du học bên Ấn Độ ai dạy? Thì giáo sư là toàn người ngoài không mà. Cho nên khi mà các vị đi du học về, chẳng hạn như là có một thầy du học ở Ấn Độ về được mời dạy cho cái lớp cao cấp giảng sư, mà khi dạy thì giờ thầy dạy về 33 cõi trời, tôi không nói tên, nói tên các vị biết liền. Cho nên dạy 33 cõi trời mà nó không giống trong cổ hệ thống năm liền, cũng không có giống về hệ thống bắc truyền Ấn Độ giáo, cái gì là Hồi giáo thôi chứ không phải là của Phật giáo. Cho nên khi dạy đó thì chư tăng đó ai cũng học qua của 33 cõi trời rồi, cho nên mỗi lần mà thầy đến dạy thì chư tăng nói câu gì? Ê, cái ông thầy khỏi trời tới à. cuối cùng thầy nói thôi giờ xin nghỉ không dạy nữa, thầy mới bắt đầu đi qua Đài Loan học lại. Có một cái tiến sĩ của Ấn Độ về dạy rồi
sau đó là phải sang bên Đài Loan để học tiếp lại ba môn cái tiến sĩ nữa mới trở về. Sau này không biết có dạy không, không biết, nhưng mà tôi không gặp. Cái lúc còn dạy thì tôi có gặp nhiều lần, rồi thầy bữa là ngồi chung rồi thầy có nói câu đó thì tôi biết là có cái chí hướng thiện, cho nên thầy chúng ta học lại bên Bắc Truyền. Cái gì nói bên Nam Truyền thì là các vị đâu có chấp nhận hệ thống của giáo lý của Phật đâu, cho nên là đối với thiền lại càng không chấp nhận nữa, nó là do cái người Trung Quốc bày đặt. Và chúng ta đâu có biết rằng là phát xuất từ Đức Phật, rồi ở đó chư tổ thứ 10, thứ 11 nè, cũng là hỏi vậy, ông từ đâu đến nữa? Thì là tâm con chẳng phải đến, ngươi dừng chỗ nào tâm con chẳng phải dừng, ngươi chẳng định sao chư Phật cũng thế, ngươi chẳng phải Phật chư Phật cũng chẳng phải. Tức là đã tọa ngộ rồi mới là có cái lời đối đáp này, nó siêu việt. Nó lời nói gọi là cái này thì gọi là xuất cách, lời nói xuất cách. Tức người đã kiến tánh rồi mới nói được cái lời nói này. Thì là Phật không phát xuất từ Đức Phật, là theo cái chế định đó, Phật xin chỉ dạy trong Lục Tạng đó, mỗi một cái tỳ kheo sẽ an cư mấy chỗ, một chỗ mà mỗi một năm phải an cư, phải không? Mà chỉ được một điểm không được hai. Nhưng mà ngài Văn Thù á là Phật thượng thủ của hàng Bồ Tát, tên trợ lý, ngày nay gọi là trợ lý, ngày xưa gọi từ gì, phụ tá. Cho nên sau này mà các vị đọc trong sử liệu mà sách cũ á có cái từ phụ tá, các vị cũng đừng có ngạc nhiên, bởi vì mỗi một cái thời đại nó có một cái từ từ ngữ để gọi phụ tá hay là trợ lý, thì nó cùng một nghĩa, nhưng mà từ thì nó có sai biệt. Cho nên từ xưa từ nay để cho các vị thấy rõ, cái đây khi mà mình đọc truyện á, mình thấy cái lời của cái luật trước á, ta dịch cái phương ngữ thì là người Bắc, người miền Trung, người miền Nam á, gọi nó có khác nhau, nhưng mà là cùng một thứ, cùng một nghĩa. Chẳng hạn như trái bưởi á, thì miền Nam gọi là bưởi, còn miền Trung hay gọi là gì? Không phải. Thứ nhất là quế, trái bồng nó khác, gọi là thanh trà, quế gọi là thanh trà, còn Bắc gọi là gì tôi cũng quên rồi, còn có ra phía Bắc với gọi khác nữa, chứ không phải gọi bưởi. Cho nên là bọn nó to hơn cái bưởi. Cái bồn nó to gấp đôi vậy. Cái bưởi, bưởi còn bưởi năm roi trái ăn có lớn à, mà là da xanh thì nó lớn, còn năm roi thì da màu vàng nó tròn, cái đầu nó hơi dẹp xuống chút tròn nhưng mà nó dẹp, cái đây còn là cây bồng. Mình ở miền Nam gọi là trái khôn, còn trái khôn thì nó khác, mà trái khôn thì nó cái mắt nó lớn hơn, nhưng mà khôn với trái khôn nó giống nhau hay là khác? Một trong một trái, hai trái, hai trái khôn thì nó lớn hơn trái khôn, mà trái khôn thì nó mắt nó to, còn trái khôn thì trái thon là thì mắt nó nhỏ và trái nó nhỏ chừng phân nửa của trái trái thon thôi, nó lớn hơn trái khó một chút xíu, nó là trái thon. Nó trái cây không mà mình cũng thấy là mệt rồi. Thành thử cái từ gọi nó có khác,
nhưng mà nghĩa thì nó lại là đồng. Cho nên á, là Phật chế định á, thì biết rằng Ngài Văn Thù là cái người trợ lý cho Đức Phật, mà lại bậc thượng thủ của hàng Bồ Tát, lại là thầy của bảy Đức Phật nữa, đến trợ lý cho Phật Thích Ca nữa, mà tại sao lại là ăn cư tới ba điểm? Tại sao ăn cư ba điểm? Lại một con á thì giờ là ngày một điểm thì có chỗ Đức Phật và ngài Ca Diếp, rồi đó chỗ thứ hai và thứ ba, rồi một hôm mà ngài trở lại cái chỗ Đức Phật ăn cư với ngài Ca Diếp đó, thì tham dự cuộc họp sắp mãn hạ. Trong cái cuộc họp đó thì ngài Ca Diếp, ngài Văn Thù có tham dự, biết ngài Văn Thù đã ăn cư ba điểm, cho nên là cầm cái dùi để đánh cái kiền chì, thì ngày nay mình gọi là cánh đó. À, cầm cái kiền chì để đánh đánh tiếng cánh để đuổi ra, nhưng mà cầm cái dùi vợ không có lên, trong khi đó hiện ra vô số văn thù. Phật hỏi là đuổi văn thù nào, ngài không trả lời được. Đó là phát xuất từ Đức Phật đó. Ngài do vậy cho nên ngài mới mới nghi đuổi văn thù nào mình trả lời không được, tức là nghi nghi là nhân, ngộ là quả. Cho đến một hôm á, tới cái pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đang thuyết pháp, chuẩn bị thuyết pháp, thì có vô số người vân tập, có vua quan đại thần thanh văn duyên giác thì Bồ Tát vân tập rất là đông, nhưng mà Đức Phật không nói lời nào, cầm cạnh cành hoa. Có chỗ thì nói hoa thiết mộc lan, hoa là kim đằng mộc, có chỗ thì nói là hoa hoa sen, hoa nào cũng được, nhưng mà Đức Phật cầm cành hoa là biểu thị. Cái này trong thiền tông gọi là biểu thị trực tiếp, cầm cành hoa đưa lên thôi. Có vô số người thì không có ai tỏ ngộ, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm miệng cười. Thì Đức Phật biết ngài Ca Diếp đã tỏ ngộ, đưa cành hoa, thì ngay đó ngài Ca Diếp ngộ là chính mình. Thì trong thiền tông gọi là gì? Sư tử cắn người. Tức là cái người mà trong thiền tông có ví dụ là có một người cầm cái cục xương quăng ra, thì con chó nó đuổi theo cục xương mà cắn, còn con sư tử đó, nó cắn ngay cái người quăng ra cục xương. Con chó đuổi theo cục xương á, tức là có hai cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất, con chó đuổi theo cục xương và qua lời của Phật, của Tổ mà mình sanh hiểu là con chó tại sao cục xương mà ngậm mà cắn. Còn con sư tử nó cắn cái người quăng ra cục xương, tức là qua cái lời của Phật của Tổ mà tỏ ngộ được chính mình, cho nên mới gọi là sư tử cắn người. Thì Đức Phật đưa cái cành hoa biểu thị, thì ngài Ca Diếp cắn cái người quăng ra cục xương, tức là tỏ ngộ chính mình. Thì Đức Phật mới có pháp: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, chỉ thẳng thâm người thế tánh thành Phật, giáo ngoại biệt truyền, nay trao cho Maha Ca Diếp, ông hãy khéo giữ gìn truyền thừa, cho đừng cho đoạn diệt, tức là đừng để giúp. Đó là lời của Phật giảng ngài Ca Diếp. Thì bắt nguồn từ Đức Phật nhiều lắm, chứ không phải một chuyện đâu, nhưng mà do người sau ta nghiên cứu á, cứ nghĩ là do cái Trung Quốc bày đặt chế ra, chứ là không phải từ Đức Phật. Mà mình quên rằng là Đức Phật lúc mà còn tại Vạn Cung á, là một thái tử, thì học với vị thầy nào á, thì là người vị thầy đó đều đầu hàng hết. Mà khi mà đã xuất gia rồi đó, thì chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đâu có ai bằng Phật đâu. Phải không? Có ai bằng Phật hết. Cho nên trong lịch đọc lịch sử, Đức Phật có đưa ra nhiều điểm mình thấy phải nghi. Nghi là nhân, ngộ là quả.
Mình thấy nó nhiều chỗ rất phi lý. Tại sao mới sanh ra đi 7 bước, ta chỉ trời, ta chỉ đất, nó thiên tượng, thiên hạ, thiên hạ độc tôn, rồi không đi nữa. Đợi ngày tháng lớn lên, rồi phải để chư thiên nhắc nhở mới xuất gia. Phải không? Bởi cho nên đọc sử liệu của Đạo Phật, hay là Đức Phật đó, mà mình không hiểu thì mình sanh ra phỉ báng. Mà phỉ báng mình chê bai tức là tội rất là lớn. Cho nên á, giáo lý của Phật phải tu, chứ không phải để nghiên cứu để rồi mình sanh hiểu. Rồi mình từ cái đó mình không hiểu, rồi mình nói là đạo lý của Phật sao khó hiểu quá. Có thành thành ra phải nghi. Nghi là nhân ngộ là quả mà. Cho nên kinh Phật có nhiều câu mình thấy rất tối nghĩa. Mình chính cái tối nghĩa mình mới nghi. Chẳng hạn như hôm trước tôi nói rồi đó, Pháp trụ bằng vị Pháp, tướng thế gian thường trụ mà. Pháp, mình thấy rõ ràng á, mỗi Pháp đều đứng theo cương vị của nó. Bây giờ như cái đồng hồ này, nó rớt xuống đất, nó bể từng miếng rồi. Làm sao tướng của nó thường trụ được? Phải không? Nhưng mà mình không nhờ chư tổ giải á, là nó trụ theo, nó bể, thì nó trụ theo cái tướng bể. Nó bể làm 10, nó trụ ra 10 miếng của tướng. Tướng bể đó là cái thế gian tướng thường trụ đó. Bây giờ hạt cát nó bể thành hạt cát thì nó trụ theo cái tướng của hạt hạt cát. Bây giờ nó nhỏ nữa là tướng của vi vi trần, nó nhỏ nữa là tướng của lâm hư hư trần. Đó là tướng thế gian thường trụ đó. Nếu chưa tổ không giải thì mình không có hiểu, mà mình không có đọc cái lời giải của chư tổ đó thì mình mới sanh ra phỉ phỉ báng. Cho nên mình đi du học bao nhiêu năm, học bao nhiêu năm đâu có nhiều đâu, cho 5 năm, 10 năm đi. 5 năm là dữ lắm rồi. Mình ở đó học thêm ngoại ngữ nữa, thì cho 10 năm rồi mình về nói sao tao bất tiện. Thì mình tưởng đâu là học nhiều chứ đâu có nhiều đâu. So với cái tam tạng giáo điển, một cái quyển kinh mà mình đọc thì 5, 6 tháng, 7, 8 tháng. Người giỏi hán văn mà đọc tới 7 tháng, còn người là cái người Việt mình là đọc là 9 tháng. Tôi biết có hai người, một người là Hòa Thượng Duy Lực, Hòa Thượng kể là ngài đọc 7 tháng mà vừa làm công việc nữa, không phải đọc suốt, không làm công việc nữa mà bay mất là 7 tháng. Còn thầy Đồng Nguyên á, thầy Đồng Nguyên thì nhà ở gần chùa Kim Cương, mà ra ngoài Đại Thần Long thầy có cái chùa gọi là chùa Thanh Long đó, thầy đọc về 9 tháng, thầy cũng rất giỏi chữ Hán, thầy đọc mất 9 tháng. Như thế thì thầy đọc mới là bao nhiêu năm mới hết thì đại tạng của Phật, mất mấy mươi năm mới là hết đại tạng. Thì mình học có 5, 10 năm là bao nhiêu, cho nên là không được bao nhiêu mà mình dội sanh ra chê bai thì mình có lỗi. Thì thành thử ra đọc sử của Phật có nhiều cái rất phi lý, mà chính cái phi lý đó là nguyên nhân của nghi. Mà người có nghi thì có ngộ, nghi là nhân, ngộ là quả. Mà nghi lớn thì ngộ lớn, gọi là đại nghi tức đại ngộ. Nghi nhỏ thì được tiểu nghi tức tiểu ngộ, tức là ngộ chưa có rốt ráo á thì tiểu ngộ. Có nhiều gì như ngài Cao Phong Nguyên Diệu đó, ngài có 20 lần tiểu ngộ, mỗi lần tiểu ngộ thầy đều bát hết, còn ngài sẽ ngộ thêm lần nữa, ngộ thêm lần nữa, bao nhiêu lần đều được thầy bát hết, cho đến khi mà ngài đến cái phá được trùng quan đó. Trùng quan là đại ngộ rồi đó, chưa chưa phải là triệt ngộ. Mà nói là đại ngộ thì nó phải siêu việt số lượng, nhưng mà ngài cũng tỏ ngộ nhưng mà chưa có rốt ráo. Thì một hôm thầy hỏi theo cái chỗ mà tỏ ngộ của ông đó, mà mọi sinh hoạt hàng ngày ông có làm chủ được không, thì ngài trả lời rằng làm chủ được. Rồi khi ngủ á, ông nằm trên bao có làm chủ được không, ngài cũng trả lời rằng được. Để khi ngủ không nằm
Chim bao chủ chỗ nào ông biết không? Ngài không trả lời được. Ông làm chim bao thì không trả lời được. Đó là tới là phá trùng quan rồi đó. Mà người cũng không trả lời được. Thì thầy mới bảo thôi thì ta không cần gì cả. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Ông chỉ cần nhìn xem, tức là tham đó, nhìn xem khi ngủ mà không có chim bao ở ở chỗ nào, có phải tham không? À, như thế phải mất đến 8 năm. 8 năm sau đó thì ngủ chung với đại chúng á, cũng giống như phòng của các vị ngủ chung vậy đó, rồi cây gối nó rớt xuống đất kêu cái bọt, cái tỏ ngộ luôn. Rồi sáng đến trình lên thầy, mới gõ cửa thầy mở ra, thầy nói thôi chúc mừng cháu ông, rồi khỏi nói tiếng nào. Rồi ngài mới trình bày, đó là tổ mới ứng khả không, đó là chuyện ngộ đó. Còn nói đại ngộ cũng được, chứ đại là gì? Đại là lớn phải không? Còn nghĩ gì nữa không? Còn không? Còn chứ đại là siêu việt số lượng phải không? Siêu việt số lượng mới gọi là đại ngộ. Đại ngộ, triệt ngộ đó, triệt để đó, cái từ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là khi mà có một số thanh niên đến tên là Bố Na Dạ So, thì giờ đứng chắp tay thì tổ hỏi ngươi từ đâu đến, giống như lục tổ Huệ Năng đang hỏi từ đâu đến, ngài Lăng Nhạc nó từ Đông Sơn đến. Thì lần này ra ngài Bố Na Dạ So trả lời rằng tâm con chẳng phải đến, tức là bất khứ bất lai, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì làm sao đến được? Ngươi dừng chỗ nào tâm con cũng chẳng dừng, ngươi chẳng định sao? Tức là không đến mà cũng không dừng thì là không có định sao? Nó chư Phật cũng thế, rồi ngươi chẳng phải chư Phật cũng chẳng phải. Đó là người đã tỏ ngộ rồi mới dám trả lời như thế. Nhân đó là ngài kể là đất này quá thành quá sắc vàng, biết có thánh nhân sang ngồi dưới cây bồ đề hoa giá nở hoàn toàn. Thì ngài Bố Na Dạ So cũng đọc bài kệ: thầy ngồi đất sắc vàng, thường nói nghĩa chân thật, soi ánh sáng chiếu con tiến vào nơi chánh định. Ngài biết ý Bố Na Dạ So cầu đạo rất với ta, nên độ cho xuất gia và truyền giới cụ túc. Theo giới luật của Phật, cho một người là có thể truyền giới được không? Giới phương trưởng á, ai truyền? Có thầy trò à. Nhưng mà đằng này là tổ đã kiến tánh rồi, mà tổ người kiến tánh truyền cho người kiến tánh thì đâu cần tâm siêu thất thất chứng phải không? Đó là cái đặc biệt, cái này nó là đi cái ngoài những cái điều mà lâm dạy của Phật đối với người phàm phàm phu thanh văn dương giác thì nó lại là khác phải không? À, nhưng mà ngày xưa đó thì là Phật chế định đó, ngài La Hầu La xuất gia với ai? Cái lợi Phất. Cái lợi Phất có tâm sư thức chứng không? Đó, cho nên thì chúng ta phải xem xét cái luật cho thật kỹ. Thật kỹ thì khi mà ra lợi Phất, ta hỏi mình không có bị vướng chỗ nào hết, mà không bị trễ ngại chỗ nào hết. Nếu là một giảng sư thì phải thông thấu mấy cái này, cái luật tạng cũng phải biết, mà biết một cách rõ ràng, không có biết cách mơ hồ. Để khi mà ta hỏi đó về đó là Tam Tạng giáo điển, thì một giảng sư phải phải trả lời không bị vướng bận câu nào hết, mới thật sự là pháp sư. Pháp sư phải là Tam Tạng giáo điển, chứ không phải là một một phần của kinh không, phải không? Mới gọi là pháp pháp sư. Ngày nay gọi là giảng giảng sư, mà giảng sư thì mình
không thấu tâm tạng nhau để thì cũng không ai ai trách. Nhưng mà đã là một giảng sư thì bắt buộc chúng ta phải nghiên cứu hết tam tạng, kinh, luật và luận. Kinh luật luận mà thiếu thiếu các tông phái khác cũng không được. Hỏi về tịnh độ mà không biết cũng không được. Mà hỏi về thiền thì mình lại chê cũng không được. Mà không biết cũng không được. Mà hỏi về mật tông mình cũng phải phải biết. Cho nên là một giáo sư là phải thông tâm tạng giáo giáo điển, để khi mà ta hỏi đó thì mình không có bị trở ngại một một chỗ nào hết mới được. Cho nên đó, là một hôm nó tổ ngài gọi hôm nay giờ sao đánh bảo đại pháp giảng tạng của Như Lai nay truyền trao cho ngươi, ngươi phải gắng lưu truyền cho đệ đủ nhất hãy nghe ta nói kể đây. Chân thể đã sẵn chơn, tức là trong lòng đất á thì là vàng nó có sẵn rồi, nếu mà không có mỏ vàng thì đâu có khai thác được phải không, mà cái đó là cái chân vàng. Mà chân vàng này nó có lẫn gì, có tạp chất lẫn sỏi cát đá đủ thứ dơ bẩn phải không, cho nên nói chung là tạp tạp chất. Mà giờ muốn hạ cho vàng ròng thì phải tôi luyện. Mà chúng ta đó thì đã có tri kiến Phật, mà mình không có tri kiến Phật thì không thể nào thành tựu được, tu cách nào cũng không thành, bởi vì cái nguồn gốc nó không có mà. Còn mình là nguồn gốc đã có mà, đương nhiên thì mình tu nó phải thành tựu. Mà vàng thì phải tôi luyện. Còn tâm mình nói làm sao, nó bị vô minh vọng tưởng nó che mờ, nó lẫn lộn đa tâm tạp tâm bọn tâm đủ thứ hết, đủ thứ tâm. Cho nên mình gạn lòng cho đến nhất nhất tâm được chưa, chưa được. Cho nên phải liễu liễu tâm, mình phải thấu rõ lại mới được, lúc đó là mới sạch hoàn toàn, là vàng 24/20 14 nữa. Đó gọi là liễu tâm đó, đó cũng gọi là bảo bảo sở, cũng gọi là mạc hậu lao lao vàng đó. Chân thể đã sẵn 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 chân, cái nó là bất sanh mà, nó chân nên vốn là chân là bất sanh rồi, bất sanh thì đương nhiên phải bất bất diệt. Nhân chân tiếp thủ lý, do cái chân đó mình phải là tối dụng bởi triết lý mà. Nếu mà không có thể thì mình không có nói ra được, phải không? Mà bây giờ mình mới nói ở chỗ đó thì mình phải chỉ cho người ta là lãnh đắc chân nhân pháp, vô hành diệt vô chỉ, không không thực hành mà cũng không có dừng, cũng gọi là pháp bất bất nhị, thể dụng cũng là bất bất nhị, có thể thì phải có dụng. Cho nên là vô hành dục vô chỉ, không đi cũng không dừng, truyền pháp xong ngài ra nơi chỗ ngồi thị hiện các tướng vào niết bàn, quả tán thân ngài xong các loại vô số, chúng đã lấy y bọc đem về kinh thờ để cúng dường. Đó là tổ thứ 10 á, là ngài là không có ngồi, không có nằm, không có mở. Ngài tu ngài thọ bao nhiêu tuổi? 120 tuổi, 80 tuổi đắc đạo, mà cũng 80 tuổi gặp gặp tổ thứ 9 rồi. Đó là ngài là phát nguyện không nằm, thì qua lời của tổ thì ngài liền tỏ ngộ. 80 tuổi vừa gặp tổ cũng định đã kiến kiến tánh. 80 tuổi bằng quá bao nhiêu năm? 40 năm, tức là 120 tuổi ngài mới tiền tịch. Cho nên sử ở đây thì lại là nói quá vắn vắn tắt. Còn ở nơi chỗ chú giải á, cái lịch sử mà ghi lại đầy đủ thì rất là già,
Nhưng mà đã sử thì là không có ghi dạy được, mà chú giải thì phải biên kỹ, nói rất là kỹ mình mới thấu rõ được. Bây giờ chúng ta tham khảo khẩu thứ 10, 11 vô thứ kỷ thứ 5 sau Phật Niết Bàn. Ngài dòng cụ làm nước hoa thị, thân phụ là mẫu thân phụ sanh được 7 người con trai, ngài là con út. Thở nhỏ ngài tâm tư bình thản, không tịnh không loạn. Ngài thường nói với các anh, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em đến đó viết gần gũi để tùy ý. Tức là có những cái nét đặc thù, không tịnh cũng không loạn. Là đời trước là đã có nhân duyên rất là sâu xa rồi, như tổ sư nói đó. Thì các vị này đời trước đã đi được là 99 bước rồi. Ví dụ như đoạn đường đó là 100 bước hay là 1.000 bước, mà đời trước đã đi được 999 bước rồi, đời sau đó nghe qua liền tỏ ngộ. Mà cái đời sống thì mới là không tịnh cũng không không đoạn, mà nói năng thì có chừng chừng mực, mà thích nơi vắng vắng vẻ, có những cái nét đặc thù hơn những đứa trẻ khác. Đó là đời trước đi hết 99 bước, đời sau này là một bước là đủ một 100 đó. Cho nên tổ sư nói là một nghe thì ngàn ngàn ngộ được đại tổng trì, là do đời trước đã đi gần cuối đoạn đường, nên đời này chỉ bước một bước nữa là xong việc. Đó là lời của tổ sư nói. Cho nên ngài mới có những cái nét đặc thù, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp thì em biết đến đó để gần gũi tùy ý. Từ khi tổ hiếp tôn giả đến ở nước này để chứng minh Phật pháp, ngài liền đến dự trong hội ấy. Thấy ngài ứng đối mẫn tiệp, ngôn ngữ hợp lý, tổ độ cho xuất gia. Sau khi đắc pháp nơi hiếp tôn giả, ngài một lòng tinh tấn lấy sự giáo hóa làm trọng trách. Đạo đức ngài vang khắp chốn chốn, quy vượng đến ngàn vạn, đến ngàn đến vạn. Những người được quả thánh có tới 500 vị, có hàng vạn hàng ngàn người, thì đương nhiên thì người chứng thánh phải đông chứ, phải không? Đức Phật thì sao, có vô số tỳ kheo mà dây quanh Đức Phật có bao nhiêu người? 1.250 mươi tỳ kheo, phải không? Có cái này nữa, các vị cũng nhớ, ta từng nghe lời tạc như vậy: một khi pháp hội đông đầy, tại thành Xá Vệ hội cây Kỳ Đà, vườn trưởng giả hiệu là Cô Độc, tạo giảng đường đủ cách nghiêm trang, tỳ kheo tăng số 1.250 mà rõ ràng tiền na, đều chứng quả đại a la là hán. Người nào chứng quả vị a la hán rồi mà theo Phật đó, còn theo ngài ca diếp bao nhiêu người, theo ngài tu bồ đề, ngài mục kiền liên, ngài gia xá, phải không? Ngài gia xá đó, thì ngài sống không biết bao nhiêu tuổi không, có nơi nó là 150 tuổi. Nhưng mà khi Phật Niết Bàn rồi thì ngài bao nhiêu tuổi hạ? 115 tuổi hạ. Khi ngài cách tập kinh điển, có nơi là 10, nói 15, có nơi nói 11, phải không? 111 tuổi hạ. Mà trong lúc thì gia sáng á, mà xuất gia bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Trong lúc đó là trưởng giả gia xá đó, đến với Phật bao nhiêu tuổi? Có phải 50 không? À, 50 rồi 11 tuổi hạ, 15 tuổi hạ là bao nhiêu? Có 160 chứ không phải 150 đâu, phải không?
Đó, cho nên Ngài sống rất là thọ. Trong hàng đệ tử của Phật, Ngài Gia Xá là người sống lâu nhất. Ở một đời Đạt Ma thì sau này sống 120. Có nhiều vị thì sống tới 125. 125 là ai? Ngài Huệ An, Quốc sư. Ngài Huệ An là huynh đệ cho Lục Tổ Huệ Huệ Năng. Ngài sống là 125 tuổi. Rồi sau Ngài đến Ba La Nại, có một vị trụ giả vào hội. Ngài hỏi độ chúng: các người có biết người mới vào hội đây chăng? Xưa Phật quyền ký rằng, sau khi ta diệt độ gần 600 năm, thì đã có một vị thánh nhân ra đời, hiệu là Mã Minh, sanh trong nước Ba La Nại, nói Pháp nơi thành Hoa Thị, bẻ dẹp các đạo khác, độ người vô lượng. Đức Phật đã biết trước những việc chưa đến, vô cùng ức kiếp, cho biết không có cùng tận á, cho nên 600 năm thì có ăn nhầm gì đâu, phải không? Đức Phật là biết được vô lượng vô biên vô số kiếp, nhưng mà không độ được những người không có duyên đó. Rồi độ không có hết chúng chúng sanh, rồi cũng không độ được cái gì, không có diệt được định nghiệp của chúng sanh, gọi là tam năng tam bất bất năng. Có học có hết cái này không? Học trung học có phải học ở cái này chứ, cao đẳng không phải học mấy cái từ này chứ. Đức Phật có tam năng là tam bất bất năng, tức là chứng quả vị năng tri chúng sanh cùng ước kiếp không cùng tận, biết đó, số lượng á như trong lòng bàn tay là cùng ước kiếp không cùng tận, nhưng mà không có độ được những người quá không có duyên, không có độ được người không có duyên đó. Cho nên là 600 năm đâu có sống gì đâu, nên có ngôn ngữ đó. Thì Đức Phật biết trước những cái việc chưa có đến, nhưng mà nó chẳng phải hư, biết như thế mà chẳng phải thật, mà cũng chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõi mà thấy như ba cõi, đó là kinh pháp pháp hoa, phải không? Cho nên là Đức Phật với 600 năm là có một vị thánh nhân ra đời, hiệu là Mã Minh, trong nước Ba La Nại, nói pháp nơi thành Hoa Thị, bẻ dẹp các đạo khác, độ người vô lượng. Mã Minh nghe Ngài nói trúng tên mình thì thầm khen, bước ra đảnh lễ Ngài và hỏi: tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật? Ngài đáp: ông muốn biết Phật chẳng biết đó là phải, ông muốn biết Phật thì cái không biết đó là phải, cái không biết đó chính là cái biết. Mà cái biết đó là bản bản tri bản văn, tức là cái nghe đó, góc nghe, cảm giác, từ cái nguồn gốc của sự giác. Bản khi bản, bản từ khác mà nghĩa thì đồng. Mà cái không biết đó là phải, đã chẳng biết Phật thì đâu biết là phải. Ông đã chẳng biết Phật tại sao biết là chẳng phải? Ở đây là nghĩa cưa. Thì như là tổ nói đó là nghĩa cây, ông nói nghĩa cơ là thế nào? Thì Ngài Mã Minh nói: tôi cùng thầy ta bằng nhau, nghĩa cây có thầy nói là làm sao người bị ta xẻ. Ông nhờ nghĩa cây sao nghĩa cơ thì bị ta xẻ rồi. Mã Minh liền ngộ được thắng nghĩa của Ngài, vui thích cầu xin xuất gia. Ngài vì độ cho xuất gia và thọ giới cũng tốt, số chúng được Ngài độ có đến 250 vị,
chứng quả A-la-hán. Ngoài ra còn có bốn người phát tâm quy kính Tam Bảo. Thấy cơ duyên giáo hóa sắp viên mãn, Ngài Kiêu Mã Minh lại dặn dò: Ngươi nên chuyển bánh xe Pháp làm vị tổ thứ 12, xưa đại Pháp nhãn tạng của Như Lai, truyền trao cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền trao đến ta. Ta nay trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền tiếp. Nghe ta nói kệ: Mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao Pháp ẩn hiện, chẳng một cũng chẳng hai. Ngài truyền pháp cho Mã Minh xong, liền hiện thần biến rồi lặng lẽ thiên tịch. Mã Minh và đồ chúng xây tháp trùng trên chân thân Ngài để sờ. Tức là để nguyên cái thân xây tháp chứ không có thiêu. Qua thật bây giờ nghiên cứu về thiền á, thì sách thiền viết rất là nhiều, viết rất là nhiều mà giảng dạy cũng rất là nhiều. Mà giảng dạy đó thì khi tôi xem tới thì có nhiều chỗ mình thấy thì không giải được, còn có nhiều vị giải đó, thì thấy không có, không dám nói, không dám ý kiến, mà mình cũng mà giải ra nữa thì giải không được. Bởi vì giải người ta sinh hiểu, có những lời không nói được mà mình giải thì nó lại sai. Chẳng như tuyệt đối công án là không được giải thích, câu thời đầu tuyệt đối cũng không được giải thích. Rồi á, có những chỗ mình chỉ được cho thí dụ thôi mà mình giải thích thì nó lại sai nghĩa, mà sai nghĩa là khiến cho người ta hiểu lầm, mà hiểu lầm thì mình lại có lỗi. Cho nên dạy thiền rất là khó, nhất là giảng thiền, giảng dạy về thiền rất là khó. Chỉ có tổ sư là các ngài đã kiến tánh rồi thì các ngài giải nó không có bị kẹt, và các ngài nói nó cũng không có vướng bận. Dù có ngài đi nói rồi, các ngài cũng đã phủ phủ định. Phật nói rồi Phật cũng phủ phủ định, nhưng mà Phật không có phủ định triệt để bằng lời của tổ. Mà các vị muốn biết lời Phật nói ngài phủ định đó thì phải đọc lại cái cội nguồn truyền thừa của ngài Ngược Khê. Ngài Ngược Khê là ngài đã là người kiến tánh cũng là triệt để, cho nên ngài giảng dạy đó nó không có nhầm lẫn mà cũng không có lỗi. Bởi vì ngài cũng giải rồi ngài cũng phủ định, tức là nói rồi liền phủ định, chứ không có để người ta sanh hiểu. Lời nói là của người đã kiến tánh thì nó không bị vướng vướng bận, còn mà mình nó giảng không khéo đó người ta sanh hiểu thì lại có lỗi với nhân Phật cái tổ. Cái gì muốn hỏi gì đó hả? Có mình thấy đưa qua đưa lại tưởng là có muốn hỏi gì, thì chỉ còn có mấy mấy phút, sợ đọc một cái vị tổ nữa là không không kịp. Cho nên có nhiều cái chúng ta đó, đọc sách thiền đó, nó rất là khó. Cho nên tổ sư tiên á, kể cả cái ngữ luật tổ sư nói rất là rõ, mà đôi khi á, mình đọc cái ngữ luật á thì để mình đó là khi công phu chưa có cái tu tập thì mình được quyền học, được quyền xem, được quyền biết. Một khi biết rồi thì là hành khởi thì giải phải phải triệt, tức là bắt đầu thực hành thì mọi cái xem, mọi cái học đều nên tạm tạm ngưng. Mà khi nào công phu bế tắc quá đó thì mình mới lấy cái ngữ luật của tổ sư ra để đọc, lấy kinh Phật lời tổ đọc để mình kích phát công phu, cũng gọi là phẩm pháp. Phẩm là cái phẩm này là cái phẩm của trong cái chánh niệm đó, cũng gọi là thế gian, cái này gọi là gì, cái lưu vô tưởng, chứ không phải là phẩm nộ. Phẩm pháp này để làm cho mình quyết chí để tu hành đó, gọi là phẩm pháp cho công phu.
phẫn nộ này để con tu, chứ không phải phẫn nộ của sân hận. Cho nên không phải, cho nên là gọi là phẩm pháp. Phải biết cái từ này nó là cái tế lưu lưu bố tưởng. Thế gian gọi là phẩm pháp, các ngài cũng gọi là phẫn hận, không phải là hận. Hận là thù rồi, mà nổi giận để thù hằn thì không phải. Mà phẫn pháp thì để khởi công phu để tu tập, cho nên dùng cái từ tổ sư các ngài nói là phẩm pháp để công phu, kích phát để cho mình quyết chí để tu tập thì được. Chính vì thế mà ngài Quán Sơn, ngài cũng khuyên là khi công phu rồi đó thì cũng nên bớt đọc lại lời của Phật của Tổ, mặc dù nó soi sáng lòng người. Nhưng nguyên nhân của gì? Của loạn tâm, của sự gián đoạn. Bởi vì mình đọc mình phải chú tâm vào lời của Phật, lời của Tổ. Tuy nó sáng lòng mình nhưng mà không có tỏ ngộ. Nó sáng lòng mình hiểu ý của Phật nhưng mà không tỏ ngộ trên mình thì cũng là nguyên nhân của sự gián cách, nguyên nhân của sự loạn loạn tâm. Cho nên đọc ít lại, một khi công phu rồi thì mọi việc vát qua. Chính vì thế mà Phật nói với ngài A Nan sao? Phật nói về ngài A Nan sao? Ông ngàn ngày theo ta học ngữ, phải không? Ta ngàn ngày theo ta học đạo, cân bằng một giờ ông hành đạo, phải không? Một giờ ông hành đạo theo ông được mới là kiến tánh chứ. Thế còn bây giờ học đạo làm sao mà kiến tánh được? Nhưng mà khi Phật Niết Bàn rồi, ngài A Nan kiến tánh chưa? Chưa, chúng quả là hán thôi, chưa kiến tánh. Đợi khi Phật Niết Bàn rồi, ngài Ca Diếp qua cái diệu dụng của ngài Ca Diếp thì ngài A Nan mới tỏ ngộ, mới truyền pháp nhãn tạng chứ, phải không? Sử liệu rõ ràng mà. À, cho nên thời Phật chế độ được cái mình Ca Diếp đó là theo sử của thiền thiền tông, cho nói được chế độ được ngài ngài Ca Ca Diếp. Nhưng mà theo kinh điển á, mà nếu chứng quả đó thì vô số, không những 1.250 vị vây quanh Đức Phật thôi, còn theo ngài Ca Diếp 500, ngài Xá Lợi Phất 500, rồi ngài Mục Kiền Liên 500, ngài Gia Xá 500, nhiều nữa phải không? Nhiều vị tôn giả nữa mà. Thành thử ra mình nói cái từ chung là vô số, không có số lượng. Nhưng mà trong thiền môn thì chỉ có một mình ngài Ca Ca Diếp trên độ được Ca Diếp mà. Ở trong kinh là Phật độ được thêm ai nữa? Quán Ngạch độ tế. Khi mà giảng kinh gì? Niết bàn. Thì Phật dẫn cái nước bàn có nhiều người riêng ngang thấy Quán Ngạch là cái tên đồ tể nó giết heo và đi ngang đổ đến nghe Phật ông không chịu đi. Rồi có một vị đi ngang đó là Quán Ngạch, Đức Thế Tôn sắp vào nước bàn sao còn ở đây, thiện căn tội pháp. Lúc đó là ở trần mà cũng đùi thôi, cầm con dao ra bằng máu đầy máu mê sùm hết rồi. Rồi cầm tới và nghe Phật nói là cái gì? Không hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Thì cầm cái dao đưa lên ta là một Đức Phật trong muôn ngàn. Đức Phật, Phật luyện ấn, ấn cả. Đó là người thứ hai. Ở kinh Niết Bàn, người thứ ba là ở đâu? Long nữ. Kinh Pháp Hoa mới có 8 tuổi à. Phải không? Thì giờ mới 8 tuổi thì ngày sau là bác đâu có chịu đâu, người nữ đang điều chốn mà, phải không? Không được làm vua chuyển luân dương mà tại sao làm Phật? Rồi lúc đó long nữ liền là cỡ nhà trâu trao Đức Phật nhận. Đức Phật không nhận,
phải không? Rồi thì mới lấy thì chia cho ai? Hả? Cho thất quan. Không. Rồi đó là Long Nữ hỏi trả lời Phật: Ta hiến châu được Phật nhận có mau không? Thì rất mau. Nó ông coi nè. Rồi thần thông dụ dụng liền đó. Cho nên là mới có 8 tuổi rồi ở kinh Pháp Tất Qua, kinh Niết Bàn Thì Quán, Quan Ngạch Đồ Tể. Cho nên là nếu mà theo thiền tông á thì chỉ có mình Ngài Ca Diếp mà từng tổ từng tổ từng từng tổ Ca Diếp cho Ngài A Nan. Ngài A Nan thì độ Ngài Cư Na Hoàng Tu, Cư Na Hoàng Tu thì độ cho Ngài U Ba Cúc Phúc Đa đó, thành thứ năm cho đến là tổ thứ 10 tiếp đó, thứ 11 là Phú Na Dạ Xoa, thứ 12 là Mã Mã Minh đó. Cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma đó. Từng tổ từng tổ cho đến cái tổ tổ Huệ Năng là lúc đó mới đông đó. Rồi kể cái chỗ này nhiều nhà học Phật thì nó do cái người trung trung vật cái duyên, chắc việc cái biết là cái nhân duyên của Phật của đạo Phật mà không hiểu nổi cái này chỗ bất khả tư nghị. Mà nếu luận bàn thì mình bàn mình tạm lạm bàn thì ở đậu non thứ thứ hai lạm bàn được, tức là cái chỗ phương phương tiện mình lạm bàn lạm nói thôi chứ chưa phải là thật thật nghĩa. Thật nghĩa thì là không thể nói được, chính vì lẽ đó mà chúng ta đó muốn như người xưa đó thì mình phải đề khởi câu thoại khởi đầu đã có nghi tình, thì cái nghi tình tan dở thì tự tánh tự nguyện gọi là kiến tánh. Nếu mà mình vô kiến tánh thì có trong cái chánh niệm, mà có được chánh niệm thì thân tâm được an ổn. Trong đời kinh tục đại chúng thân tâm được an lạc, thường có nghi tình chúng ta hồi hướng.